chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video của mình. Hôm nay mấy anh em lại tụ tập nhau đi ra suối. Chào mọi người nha, mình là Hải Veo nhá. Mọi người thấy nước mát không? Đấy. Thì hôm nay mình sẽ gửi cho mọi người cái chỗ này là lần thứ hai mình đến. Thì đợt trước mình đã quay một lần rồi. Chỗ này là cái vết chân đây. Đây này, ngay hòn đá đây này. Thì diện tích nó khá là hẹp. Thì đợt trước mình đứng ở đầu kia thì mình có quay được. Đứng ở trên hòn đá thì mình quay được gọi là ngang tầm mắt này thôi. Nên là mọi người khó nhìn thấy được là nó có giống vết chân hay không. Mà mình đưa lên ấy thì cũng nhiều người hỏi là cái này không giống hay là cho có thể quay rõ hơn để xem được không. Thì hôm nay mình sẽ đến và mình sẽ quay góc quay từ trên cao. Đấy, quay toàn bộ ở đây. Đấy, cái vết chân ở đây. Đấy, thì quay như thế này thì mọi người rất khó là phát hiện được và hình dung được cái vết chân. Thì đợt trước mình còn đi đo ấy thì là từ mép đầu này đến mép đầu trên này là 2 mét. Còn ngang đây là 70 phân này, dưới là 50 phân. Được chưa? Đây là 1 mét này. Đâu 1 mét à? 1 mét đến kia à? Đâu đặt xem nào. Đây nha, 1 mét đến đấy. Để đấy đi. Rồi. Đấy nha. 1 mét. Đến đấy là mấy? 1 mét 88 kìa. 90. Gần 2 mét. Gần 2 mét. Đâu bề rộng của đầu trên thế nào? Gần 2 mét. Còn chiều ngang. Rộng bao nhiêu? Đấy, 70. Đo dày nhá. 71. Đấy, đoạn trên là 71 này. Đoạn gót thế nào? Đo đo gót thế nào? Không không cứ chân chân to chân dài. Đo gót đây là 62 rồi. 62 à? 1m. Đấy, Tây Bắc của mình, quê của mình thì lại có rất nhiều cái điều lạ và chưa bao giờ xuất hiện một cái vết chân khổng lồ này. Chắc chắn là không bao giờ xuất hiện, có luôn, có cái vết chân thứ hai. Cái này thì có giai thoại trước đây thì là trước đây có một câu chuyện cổ tích. Chuyện trước kia này do ở đây có một vị thần gọi là thần tạo lộc, giúp dân khai phá đất đai, ruộng nương, đồng lúa đấy, xong là dẫm lên đá đó và hình thành vết chân này. Mọi người nghĩ sao? Hay là do ăn mòn của nước? Đấy, bây giờ thì mình sẽ tìm một chỗ nào mình cất cánh cái flycam nhá, xem cho mọi người xem cái này nhá, xem cái vết chân này. Mình xuống dưới kia đi nhỉ, chỗ kia là một cái chỗ bằng. Thank you.